nghệ sĩ Ngọc Tuyết. Và thưa quý khán giả, quý khán giả, để liên tục chương trình thì Bội Hân xin mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ Hoàng Tăng. Anh sẽ đến với chúng ta qua bài Nặng Tình Xưa và ba câu giọng cổ trong bài giọng cổ Kể Chuyện Đêm Mưa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.